Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã và đang huy động những nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ cho phát triển điện lực, đảm bảo cung cấp điện lưới với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, tập trung tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, cũng như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã tăng rất nhanh trong 15 năm qua với mức tăng trưởng năng lượng thương mại khoảng 9,5% một năm và tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới. Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam cũng đã tăng trung bình khoảng 13% một năm trong giai đoạn 2006-2010 và khoảng 11% một năm trong các năm 2011 đến năm 2016. Để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam hiện đang chuyển đổi từ một nước xuất khẩu năng lượng thành một nước nhập khẩu năng lượng, trong đó dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 17 triệu tấn than, chiếm 31% nhu cầu than cho phát điện vào năm 2020. Theo mục tiêu sơ đồ quy hoạch điện 7 điều chỉnh, điện thương phẩm năm 2020 sẽ vào khoảng 235-245 tỷ kWh, năm 2030 khoảng 506-559 tỷ kWh. Với mức độ tăng trưởng cao, ngoài việc phát triển nhiệt điện than thì cần nâng công suất các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Việt Nam rất phù hợp để phát triển năng lượng mặt trời, đặc biệt từ miền Trung trở vào phía Nam. Những nơi này có bức xạ cao và trung bình, phù hợp cho phát triển điện mặt trời. Theo tiềm năng kỹ thuật ước tính, Việt Nam có thể phát triển tới 20 GW điện mặt trời. Nếu khai thác tốt nguồn điện này, chúng ta có thể giảm bớt nhu cầu điện than phía Nam. Tại một cuộc hội thảo về năng lượng tái tạo do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã khẳng định: Chính phủ Việt Nam đã và luôn quan tâm tới việc xây dựng, phát triển một ngành năng lượng bền vững thông qua việc ban hành các cơ chế chính sách hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới việc phát triển hợp lý các nguồn năng lượng truyền thống, khai thác tích cực và có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo. Tới nay, Việt Nam đã ban hành Bộ luật về môi trường, Bộ luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã có một loạt các văn bản pháp luật tạo cơ chế khuyến khích cho việc phát triển các dạng năng lượng tái tạo như thủy điện nhỏ, năng lượng sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, vân vân. Để phát triển ngành năng lượng bền vững, Việt Nam cần sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác phát triển có thế mạnh về vốn, khoa học công nghệ và quản lý. Để phát triển ngành năng lượng đảm bảo các mục tiêu quốc gia, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh việc phát huy nội lực, Việt Nam rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước, các đối tác có thế mạnh về vốn, về khoa học công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Chính phủ Việt Nam đang tích cực xây dựng và tham gia các cơ chế hợp tác, đối thoại với nhiều đối tác quốc tế, không ngừng cải thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng bền vững, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Cùng với những đối tác mạnh mẽ giống như Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức đang đi tiên phong trong việc hướng tới giảm thiểu phát thải carbon trong nền kinh tế. Đây là một điều thiết yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay. Để đảm bảo cung cấp năng lượng tin cậy và tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, Việt Nam cần phát huy cao nhất mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, thay đổi từ mô hình điện tập trung cho đến mô hình điện phân bố. Bên cạnh những nỗ lực mạnh mẽ để tách tăng trưởng kinh tế khỏi tiêu thụ năng lượng, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính bền vững và thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia, cũng như đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.